Đây là trái xoài tứ quý chính gốc. Đây là trái xoài chính gốc xoài tứ quý của chúng tôi. Quay qua cái giống đã được đăng ký thương hiệu. Cái bụng nè. Xong. Xong. Nếu mà ớt em ơi, trái này nó khoảng bao nhiêu chú? Chắc 1 ký gì đấy đây cân. Trái xoài chắc nặng có thể đến 1 ký. Ở đây là mít khổng lồ và xoài khổng lồ. Xoài này thì nó không có to hơn xoài tượng đâu, nhưng mà nó có cái quả đoạn kìa, có cân kìa. Rồi cân thử cái xoài này. Chưa cái cân này đặc biệt, cái điện tử để nó phục hồi đàng hoàng, nó lên đàng hoàng ha. Nó bình thường. Đó, rồi để lên nè. Này là ở chính gốc của chú luôn. Rồi 1 ký 89. Là gần được 1 ký 1. Một cái xoài tứ quý. Xoài tứ quý chú bán này 20 năm rồi mà. Đây là loại xoài tứ quý của chú Sơn ở xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Quý ra. Cái xoài này còn sống. Chứ chưa phải là chín. Nhưng mà cái màu vỏ thì nó ẩn vàng giống như chín vậy. Ruột cũng vàng luôn. Cái này hồi sống nó cũng vàng cái ruột vậy luôn á, sợ trắng chứ. Vàng nhợt. Ôi nó cũng ngọt rồi đó. Mà thì tứ quý chín gốc thì nó ngọt chứ. Nó chua. Cũng có chua. Rồi ăn thử đi mời. Dạ dạ. Trời vậy nữa, uống vậy nữa, vậy nữa lấy da phụ vậy nữa. Hạt rất nhỏ. Cơm vậy lắm. Trái thì to. Và màu vàng cực kỳ đẹp. Đó, cơm vậy vậy đó. Thử ăn thử. Rồi ăn thử đi. Mới hái nó còn hơi chua. Đúng ớt em ơi. Dạ, thôi bỏ cho được, con ăn thử. Rồi, được rồi, miếng thôi. Giống xoài gì? Người khác. Mình không chua. Đó, ăn đi. Đó, xoài tứ quý chính gốc đó. Vậy chú bán được lắm. Mấy năm nay ta bán được mà chú vẫn bán được. Ta đặt hàng với làm. Cái hương, chú đúng gốc à? Cái hương của nó là giống xoài cát đó, mà nó không chua. Trời, cái này chín ngọt luôn á. Cái này chú để tủ lạnh, để ngoài nó hư chút. Để cho người ta coi. Không, ăn mà rồi bữa nay là lâu quá rồi, sẵn con tính nãy chút lấy cái ăn đó, có con rồi lấy cái ăn luôn. Mà con ăn đi. Ăn nổi đâu. Đợi mít này cà gam nào, mít chế mít kia này, con cho chú con hình nè. Con coi báo à.